yogurt, năng lượng xanh lành, thêm cân bằng cuộc sống. Vế dầu. Đi với team bất khả kháng, anh đang việc mất khả tham. Để đi tìm đất bỏ sáng, cái money ở trong tay, nhà khách không xa xa. Cho nhạc rap kiếm tiền rất khó đáng, anh đang vững như tòa tháp. Cái này để anh xa lá, có đồng minh tên là rap, on stage thẳng ra. Rider, get the bang, no cam. Và đồng minh, và đồng vùng, bình bình rung. Mấy viên đá đây chứ tại anh riêng. Lên xe tăng gai. Anh đi check map ở từng vùng, kêu con biết đối với anh easy. Lao động xuyên đêm làm nhạc ly bì. Ở đây là nhà dê bán nhạc chất. Anh bước đến phải xếp thành hàng. Yes sir, I got my swag. Rock that beat bây giờ sắm thành vàng. Ngọc tràn lan trên internet. Working hard and getting money. Phải khiến bản thân tốt hơn. Khi lao về đích đôi khi flexing chỉ là vô tình. Để dùm áo vai bé hơn. Nghe anh tỏa sáng với những điều anh đã làm. Đi nguồn cả gang anh không hề va chạm. Đêm nay xa làng easy anh qua màng. Nhà on top cả thang hợp đồng này lại ra hàng. Cố gắng gì mà những lần này chẳng ra lời. Nhớ mai thật flow trên cả melody. Nhà áp thêm demo để nâng độ giá trị. Đi nguyên team bất khả kháng. Anh làm việc mất cả tháng. Để đi tìm đất bỏ sáng. Kiếm money ở trong tay. Nhà khách không xa xa. Chơi nhạc rap kiếm tiền rất thỏa đáng. Anh đang vững như toàn tháp. Kế về để anh xa lá. Có đồng minh tên là rap on stage thẳng sáng. Anh yêu thích thời trang. Không thích mất thời gian. Phong cách đất phải bàn. Vẫn một quần áo đã xanh đen. Đèn màu mà ảo như say men. Nhảy lên đây cùng những người anh em. Anh rap đôi bụng không phải còn cảo. Ý kiến ý cò thôi đừng ngồi nào. Anh miễn nhiễm với mấy lời xì xào. Biết nghe lời đồng minh team mời vào. Đeo trên tay là Richard Mele. Mỗi khi on mic của thằng Kim Billy. Nhà anh mà từ nông thôn vô đến tuyết city. Từ rap Việt đến bầm non ABC. Cầm mic check yeah 1, 2, 3. Giờ là khán giả anh là superstar. Trên sân đề sao lưng cái double law. Mở cái playlist nhạc phát ra loa. Nhạc của anh không thị trường. Đây là hip hop và bóng của mình thường. Nhạc của anh là tình yêu của đường phố. Nhạc của anh là phải mặt trên ô tô. Yeah yeah. Đam mê bộ môn thể thao rap. Anh luôn tin điều anh là. Hey yeah. Lan tỏa năng lượng trên bao quát. Đây là ngôi sao vàng. Đi nguyên team bất khả kháng. Anh làm việc mất cả tháng. Để đi tìm đất bỏ sáng. Kiếm money ở trong tay. Nhà khách không xa xa. Chơi nhạc rap kiếm tiền rất thỏa đáng. Anh đang vững như tòa tháp. Kế về để anh xa lắm. Có đồng minh tên là rap on stage thẳng sáng. Anh chơi nhạc sang, người phát sáng. Anh kiếm gold trend và tạo trend. Andre vào Rider. Xin cảm ơn các bạn vũ đoàn bước nhảy và xin cảm ơn biên đạo Lan Nhi đã biên đạo bài nhảy vừa rồi cho Ryder và Andre. Và thưa quý vị, hai nhân vật hỗ trợ cho tiết mục vừa rồi, ca sĩ Evie và producer Woke Up. Bình thường mình thấy là Wu Kong là ngon lành lắm nhờ đúng không? Này có Woke Up ở đây thì cũng hơi mệt mệt nhẹ xíu. World Cup hôm nay cảm giác trong em thế nào? Cảm giác trong em hôm nay rất là vui cho cả bốn đội cũng như không khí của toàn sân khấu rap Việt ngày hôm nay. Và em chúc tất cả mọi người một đêm thật là vui vẻ với nhạc rap và cũng như các đội có thể có màn trình diễn thật là xuất sắc. Cảm ơn anh Thành. Còn Evie thì sao? Cảm xúc của em như thế nào khi biểu diễn ca khúc này? Em rất là vui khi được một lần nữa trở lại với Rap Việt mùa 3, gặp lại mọi người và được hỗ trợ cho team anh Andre. Một tràng vỗ tay nữa cho Evie và World Cup thưa quý vị. Cảm ơn tụi em. Mình nghe nhận xét từ Biết đi nào. Biết thấy tiết mục vừa rồi có làm lu mờ tiết mục của mình không?
Nói chung là về cái chuyện mà làm nhạc tai này thì em nghĩ là anh Bâu là thuộc dạng là top ở Việt Nam rồi. Và ngày hôm nay anh Bâu cùng với cả Tệ Tử Ruột đã tạo ra một bài hát so với cả bài của em cũng phải 1 9 1 10 đấy. Ai 9 ai 10? Tôi cũng không hỏi ai 9 ai 10 đâu nha. Ok, B-Ray, em thấy thế nào về tiết mục vừa rồi? Dạ, em thấy nó quá là perfect ạ. Cả hai over hợp luôn anh ơi. Rider đứng một mình là đã rất là ấy rồi, nhưng mà hôm nay có thêm anh Andre, Rider như là team vô cái gì á, thấy sung hơn bình thường. Team cái áo màu vô cho nên nhìn rất là matching với nhau ha các bạn. Không biết bằng một cái cách nào đó vũ trụ cho tín hiệu ba cái gương mặt gần giống giống nhau đúng không các vị ha. Nhưng mà nhắc tới Rider với cả Andre cũng không thể quên được con beat quá cháy của World Cup được. Quá kinh em ạ. Anh Thái, anh thích tiết mục vừa rồi không? Yeah, it's over. Over. I feel like the song, it's a banger. I feel like all you guys are just hit makers, man. You guys just be knocking shit in the club. So hey, good job, you guys killed it, bro. You guys compliment each other. Just do your thing. Hey, woke up, that's a dope beat too, bro. Yeah. Cảm ơn anh Thái. Dạ mời mấy giám khảo ơi. Đội hình đẹp này rồi còn gì nữa. Chấm điểm thế nào chăng nữa thì World Cup vẫn 10 điểm. Thế anh có được lên điểm không? Anh thì phải để trừ điểm tại vì không có nhảy. Những huấn luyện viên ấy của năm nay ấy, tôi thấy là cái bài hỗ trợ thí sinh này gần như là một bài thi đối với họ. Họ tìm những cái cách giải quyết của bài. Như anh Andre bình thường là sẽ đinh đinh hoặc là làm một cái gì đấy nó ồ ạt ngay từ đầu. Nhưng mà lần này anh đã gọi là chịu lép vế và ngồi gọn một chỗ để có thể làm cho thí sinh của mình tỏa sáng. Hồi nãy Su nói là trừ điểm là vì bố cấp không có nhảy. Nói vậy chắc trừ luôn điểm Andre. Tại vì Andre là nhìn giống như nhảy thôi em ơi. Ông toàn là sửa cổ áo, còn sửa nút áo không? Không không, em trừ điểm em áo màu đó đó, đó. Còn em áo trắng là ý nguyên điểm. We were just children. Trừ là trừ điểm áo màu bên kia đúng không? Áo màu kia. Trời ơi, đúng rồi. Ở bên ngoài mọi người tìm cái riêng để được công nhận đúng không? Thì anh Bâu cũng thế. Tức là cái điệu này của ông ấy này, đi đâu người ta cũng thấy. Ông chỉ có phủi cái bụi trên đúng áo nè, ông sửa cái cần cổ đấy. Rồi cái đó. Kể cả ông đến nhà em, trước khi ngồi bàn ăn ông cũng phủi bụi tí xong rồi ông ngồi xuống. Đấy, đấy là một cái riêng mà chúng ta phải công nhận. Thôi quen. Caric, em thích bên màu trẻ hay là màu lớn tuổi? Em thích cả bốn ạ. Đây là một cái tiết mục mang tính giải trí khá là cao. Và Andre có một cái rất là hay nha. Mặc dù flow nó nằm như vậy nhưng mà mọi người đều rất là dễ thuộc. Đó là một cái điểm lợi của Andre và Andre luôn giữ nó tới bây giờ. Tôi đã nói rồi, cái gì mà làm không hay nó mới là một màu. Còn làm hay thì nó là trường phái, nó là phong cách. Còn biết hôm nay World Cup chiến quá, no comment em ơi. Rider thì cho mấy em là một trong những thí sinh làm hút anh phải xác nhận trong cái rap việc này. Hay nhất gì? Hey, cảm ơn anh ạ. Dòng EP hôm nay cũng rất là mượt. Nguyên cái bài mọi người căng căng, EP vô vú cái lại đẹp. Thí dụ muốn bình chọn cho Rider mình làm sao ta? Mọi người bình chọn cho em ạ, với số báo danh là 09 ạ. Yeah, cảm ơn mọi người rất nhiều. Yeah, give it up for Rider và Andre. I'm on the team for life. Thank you.